một nam ca sĩ từ Mỹ về Việt Nam, có nhà 300m² ở trung tâm nhưng không ở, xây biệt phủ như rì dọc. Vợ chồng tôi xây liên tiếp 2 căn trong cùng một thời điểm. Căn 300m² để kinh doanh còn căn này để ở, vợ Quách Thành Danh chia sẻ. Mới đây, tại chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, ca sĩ Quách Thành Danh đã chia sẻ về thay đổi cuộc sống khi từ Mỹ chuyển về Việt Nam sinh sống, xây biệt thự rộng gần cả 1000m² như rì dọc. Anh nói, tôi hay đi về về giữa Việt Nam và Mỹ từ trước nên không có thay đổi lớn. Nhưng mấy đứa con tôi thì thay đổi lớn vì các cháu đang quen khí hậu, môi trường, giáo dục bên kia rồi. May mắn là các cháu cũng thích cuộc sống ở Việt Nam. Thực ra, vợ chồng tôi cũng có một căn nhà ở trung tâm Sài Gòn nhưng không gian không rộng như này, dù diện tích cũng 300m². Các con tôi sống ở Mỹ, không gian rộng quen rồi, chạy xe lòng vòng quanh nhà cũng được. Về Việt Nam mà ở không gian nhỏ quá, tôi sợ các con không quen nên phải xây nhà rộng cho các con. Mọi người nói tôi xây nhà ở tận Bình Chánh hơi xa nhưng do tôi sống ở Mỹ một thời gian dài nên quen với việc di chuyển xa rồi. Lúc tôi ở Mỹ, đi từ nhà ra chợ cũng mất 20-25 phút. Đi đâu cũng mất tầm 40-45 phút. Vì đi lại xa nên tôi thấy bình thường. Tôi quyết định xây nhà ở Bình Chánh này vì không khí trong lành, không gian thoải mái. Tôi hướng hết về gia đình mình, lo cho các con, còn tôi đi lại cực một chút cũng không sao. Về phía mình, vợ Quách Thành Danh chia sẻ, trước khi về Việt Nam, chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa bên Mỹ. Tuy nhiên, lâu lâu chúng tôi vẫn phải bay đi bay lại. Không riêng gì căn biệt thự này, tất cả các căn nhà từ xưa tới giờ, ở bên Mỹ hay Việt Nam đều do một tay chồng tôi làm, từ mua đất, thiết kế tới xây dựng. Căn nhà 300m² trong Sài Gòn, vợ chồng tôi để làm nha khoa. Lúc đầu, chúng tôi định về đó ở, nhưng mấy đứa con tôi đòi nhà phải có hồ bơi. Chỗ nuôi chó thì mới chịu ở, thế là vợ chồng tôi xây liên tiếp 2 căn trong cùng một thời điểm. Căn 300m² để kinh doanh còn căn này để ở. Được biết, ngoài 2 căn biệt thự rộng lớn ở Việt Nam, Quách Thành Danh còn có một biệt thự tại Mỹ, rất khang trang. Hiện tại bố mẹ anh đang ở căn biệt thự tại Mỹ để trông nom, còn vợ chồng anh cùng các con về Việt Nam sinh sống. Quách Thành Danh từng tâm sự, anh làm tất cả vì các con, ban đầu đi Mỹ cũng vì các con, muốn con cái có môi trường giáo dục tốt, nhưng vì không quen cuộc sống bên Mỹ nên trở về Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.